Ngày 5 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị tiếp nhận nhiều vụ việc nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa tuyển người mẫu nhí. Các nhóm tội phạm đăng tin trên Facebook với nội dung mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hàng thời trang. Sau đó, yêu cầu phụ huynh tải ứng dụng Telegram và đưa vào một nhóm kín có phân vai, trợ lý, chuyên viên, tổng giám đốc, cộng tác viên. Các tài khoản này đề nghị nạn nhân làm nhiệm vụ cộng tác viên trên mạng, nội dung là chuyển tiền online vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Nếu hoàn thành sẽ được nhận tiền gốc và lãi theo cấp độ tăng dần. Nạn nhân chuyển tiền làm nhiệm vụ các lần đầu sẽ được nhận lại tiền gốc và lãi 10% nên tiếp tục chuyển tiền. Đến khi nạn nhân không đủ số tiền để chuyển nữa thì các đối tượng sẽ khóa nhóm và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã lừa đảo. Để không trở thành nạn nhân, công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia, không gửi hình ảnh của con em, phòng ngừa đối tượng lợi dụng mục đích xấu, không chuyển tiền theo yêu cầu không hợp pháp, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận xử lý, phong tỏa ngay tài khoản của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.